thì mày dẹp bà cái bánh luôn đi, ăn uống cái gì nữa. Nghe mày cắt cái bánh để dành mình ơi, mày ăn luôn đi chứ mày cho cái bánh bự quá tao ăn không hết. Bánh nó bự như cái bánh xe bò vậy đó. Mày ngồi đó mày đợi tao đi, tại tao chạy ra tao kêu cả sớm lại chia ra ăn chứ nhiều quá. Còn cái thứ ham ăn hốt uống tao gái ải chỉa 6 ngày 6 đêm mà.